Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay mình sẽ cập nhật lại tình hình cái chậu này là chậu giáng hương sóc Lào. Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn mình tưới phân kích rễ cho nó. Thì hôm trước mình có làm video tưới phân kích rễ và chăm sóc. Nói chung chậu này mình cũng làm video mấy lần rồi ha các bạn. Và mình cũng chia sẻ với mọi người là tại vì có rất nhiều bác có hỏi mình là tại sao mà các bạn kích được cây ngọc điểm và cây hồ điệp ra nhưng nó cứ bị đen đầu rễ và thui đầu rễ, và có bác thì đã trồng tới 2 tháng rồi mà rễ không ra được. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn để chia sẻ cũng như trả lời câu hỏi của một số bác. Thì theo cách riêng của mình á, mình hồi xưa mình trồng lan á, mình tưới rất nhiều mọi người. Mình quan sát, mình tưới rất nhiều, mình thương nó, mình cứ tưới suốt ngày luôn á. Cứ rảnh là chạy ra tưới thôi. Cho nên là cây nó rất là chậm ra rễ. Vì khi nguyên lý của cây á, nếu mà đói thì nó mới bò đi ăn, nó khát, nó mới bò ra nó uống nước. Cũng giống chúng ta vậy, khát chúng ta phải tự đi kiếm nước uống. Còn cây lan cũng vậy thôi. Mình lúc nào cũng bù cho nó đủ nước thì nó chậm ra rễ, nó không ra rễ. Nói chung là nó rất chậm. Và đầu rễ nó không có bò nhiều. Nó không có thuộc dạng mà nó giống như nó cứ đủ nước rồi thì nó không cần phải đi ăn, nó lì á mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là chúng ta tưới dạng phun sương thôi. Mình cũng đã khuyên mọi người rồi đó. Nhà các bạn mà không có cái dàn phun sương á, thì đâu có phải ai chơi lan cũng có điều kiện đâu. Thì chúng ta nên cho vào cái bình xịt phân của chúng ta đó. Đây là mình chia sẻ là dành riêng cho những cái cây mới trồng để hạn chế đen đầu rễ thôi nha mọi người. Thì mọi người cho vào cái bình xịt đó. Rồi chúng ta nói chung ngày xịt 5 số lần nhưng xịt đủ ẩm thôi chứ không phải ướt sũng đâu nha mọi người. Nếu mà ướt sũng á thì nước nó tòng tỏng á, nó cũng lâu ra rễ lắm. Mình chỉ xịt thuộc dạng phun sương đủ ẩm thôi. Hôm nay mình sẽ đây này mọi người, thấy cái đầu rễ nó bò ra. Hôm mình trồng cây này là không hề có một xíu rễ nào nha. Cái hôm đầu tiên mình quay video cái chậu này là mình có bươi ra cho mọi người coi đó, và hôm nay mình sẽ bươi ra cho các bạn coi bộ rễ ở trong nhá. Nó phát triển rất là tốt và mình cũng vừa chia sẻ rồi đó. Còn kích rễ thì rất đơn giản. Video nào kích rễ mình cũng có chia sẻ rồi ha. Mọi người có thể dùng OG hum nè, B1 nè, hoặc là lân xanh, lân đỏ gì cũng được mọi người. Lân xanh, lân đỏ gì cũng được. Hoặc 19, 31, 17 cũng có kích rễ nha. Lân cao là kích rễ được. Và 10, 55, 10 cũng kích rễ được. B1 và Atonic kết hợp với nhau cũng kích rễ được. Đó, rất nhiều luôn. Cho nên hôm nay là mình sẽ chỉ chia sẻ về vấn đề đen đầu rễ thôi. Khi nhà các bạn bị đen đầu rễ, không có đầu rễ thu xanh và đi như thế này thì mọi người hãy nên dùng Amigen á. Chúng ta nên tưới Amigen nha. Nếu mà tưới làm 3 lần thì mỗi lần chúng ta chỉ pha 1ml trên 1 lít nước thôi. Chúng ta tưới làm 3 lần, mỗi lần cách nhau 2 đến 3 ngày liên tục, sau đó chúng ta lại kích rễ lại. Thì cây nó sẽ mất đen đầu rễ mà phân nhánh ra rễ mới. Sau khi tưới Amigen thì các bạn có thể kích rễ lại và bổ sung thêm một lần super canxi để cho rễ nó phân nhánh nhá. Đó. Bây giờ mời mọi người xem cái này nhé. Đây các bạn. Đó. Bò ra. Bò lên thành chậu, bám hết lên thành chậu rồi. Bám. Hôm nay mình mới bươi ra đấy. Tại vì mình cũng hạn chế bươi đó mọi người. Mình xem nhiều á thì mình sợ là nó sẽ bị ảnh hưởng tới bộ rễ đó. Đó. Nói chung là bám chắc đầy chậu hết mọi người ơi. Rất là ổn ha. Quả thông, mình trồng quả thông thì mình xử lý thì mình cũng chia sẻ cách xử lý rồi đó. Mình ngâm bằng nước vôi trong xong mình rửa sạch, hoặc mình ngâm bằng Bencona, nhưng mà thường thì mình cứ ngâm đó và mình vớt ra mình để đó, rồi mỗi lần mà mình muốn dùng lại thì mình lại ngâm sơ lại vài chục phút đến 1 tiếng mình mới xài. Đó, nói chung là bộ rễ thì rất là ok luôn á. Đó. Đó là những cái cây thực tế mình có chia sẻ từ lúc mình kích rễ tới bây giờ nha. Còn bây giờ mình mời mọi người ngắm cái chậu này nè. Đó. Mình kích rễ lần nào mình cũng chia sẻ rồi ha. Cây lên 2 mầm rất là đẹp và bộ rễ thì rất là khỏe. Và bây giờ mình mời mọi người coi ở cây nhá. Cây này là những cây yếu, những cây bỏ đi mình trồng lại thôi. Mình tận dụng từ những thân già đó. Thân già mà đen rô mà trồng cả chục năm là nó sẽ già, nó sẽ bị cỗi, nó sẽ bị hư. Và nếu mà trồng bằng sơ dừa thì tuổi thọ thì nhà mình không biết mọi người sao, nhà mình chỉ được khoảng 2 đến 3 năm là hư rồi mọi người. Cho nên là nó tàn tạ hết, xong mình trồng lại thôi. Đó. Và cái thân già bên đây nó còn ra rẽ được này mọi người. Đâu đó, cái thân già mà nó còn ra rẽ được đó các bạn, chứng tỏ là cũng rất là tốt ha. Theo nguyên lý tự nhiên giống như đói quá là phải tự đi ăn á. Còn cái chậu bên này của mình nè mọi người, rẽ ra rất là khỏe. Chậu này là mình đang thử nghiệm trồng dendro vào cái chậu này nhá. Mình hy vọng mai mốt sẽ có hoa đẹp chia sẻ cho mọi người xem ha, từ những cái cây yếu nhất đó. Rồi qua video này hy vọng là tất cả mọi người đều chăm lan được để có bộ rễ tốt nhé. Chúng ta kích rễ thì rất đơn giản thôi. Và chúng ta đừng có cầu kỳ quá, đừng có chăm nó dữ quá. Chúng ta thương yêu nó quá là nó sẽ không phát triển tốt được đâu. Nói chung là tưới phân định kỳ là chỉ 1 tuần đến 10 ngày mới tưới một lần. Nhưng mà cây mà đang còn yếu mới trồng thì cũng có thể 5 ngày chúng ta tưới một lần. Hoặc là cây mà đang cần phải kích rễ đó, không có nó yếu đó, thì cứ 5 ngày chúng ta tưới một lần cũng được. Nhưng nếu mà 5 ngày thì chỉ tưới khoảng 3 lần, sau đó là lại 1 tuần đến 10 ngày mới tưới một lần. Còn bình thường chúng ta chỉ tưới nước thôi. Còn các bác mà muốn tưới phân thì tốt nhất chúng ta nên tưới loãng, đừng có tưới đậm đặc quá. Đậm đặc quá lâu ngày cây nó sẽ bị ngộ độc, mà nếu mà chúng ta mà không giải á, không có giải Amigen là cây nó sẽ bị ngộ độc, hoặc không giải B12 á là 1 ngày không sao, nhưng mà 2-3 ngày, 2-3 tháng, 2-3 năm nó tồn đọng lại là nó sẽ bị giống như nó tích trữ lâu ngày mà nó không giải ra được, nó sẽ bị ngộ độc đó, thì cây nó cũng phát triển chậm và giống y như thế là nó không tăng trưởng được nữa. Nó sẽ chậm phát triển lắm và nó nhìn nó cằn cằn chứ nó lại không đẹp. Tưới nhiều phân mà nó lại không đẹp thì chúng ta lại thắc mắc tưởng là phân nó không tốt, nhưng mà thật ra là không phải, là do chúng ta chăm sóc quá, chúng ta tưới nhiều loại phân quá nó bị ngộ độc đó mọi người. Đó là cách riêng của mình thôi nha. Nếu mọi người có cách nào hay hơn nữa hãy bình luận ở phía dưới video á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người những gì mình biết ha. À còn qua đây mình xin chia sẻ lại, nếu mà bạn nào mà muốn mua phân bón các thứ đó, có một số bạn cứ rất hay hỏi mình ở đâu bán, thì mình có thấy trên kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong có bán tất cả các loại phân bón. Và cái kênh mà Vườn Lan Lê Ngọc á các bạn, bạn ấy cũng, mình coi mình cũng thấy bạn đó bán rất nhiều loại phân bón kích rễ đó, và bạn ấy cũng có chia sẻ cách dùng luôn ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nhé.